mình thứ là mình thử hàng nhó, lỡ mà Tồn TV nó có giao hàng giá là đỡ mất tiêu. Tồn TV mà nó giao hàng giá là đỡ mất tiêu. Mà đây mua bò là không có xem bò luôn đây bà con, nói chung là tin tưởng đó. Như này bữa mấy anh vừa hỏi nhiều người muốn mua không dám mua, không dám mà đặt điện là chớ luôn chứ khói cần xem bò luôn. Tôi mua là tôi không còn coi mà điểm tới nó nhành luôn đúng không? Hai chục là bữa nay là thành 4 tháng rồi. 4 tháng mấy? Ừ, 4 tháng mấy rồi. Lên thấy chân trụ rồi đã không? Bò em bói nó không có đẹp nhưng mà nuôi là nó bung sát. Bò ban bò hú. Nên là nó phát triển, nuôi nó đổ xác mà không bao giờ nó đổ ruột. Mình chọn cái con bò nó không bị giãn lưng này, sau này nuôi cứ càng ngày nó càng dài con bò ra chứ nó không có bị đổ ruột. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi Tồn TV xin mến chào quý cô chú, anh chị, quý bà con chăn nuôi. Đó thì hôm nay thứ nhật cuối tuần, ngày mấy ta 14 tháng 2 tháng 1 năm 2024, nay mùng 4 tháng chạp âm lịch rồi. Đó, giao cho ông anh một cặp ba b 31 triệu 500, hai con 16, con 15 rưỡi. Anh hôm trước là đòi mua, giờ là em mua là hôm bữa là nhà hai khác đi. Hai rồi em nuôi chung luôn. Ném này ném bữa hai con xuống luôn rồi biết vô. Một con là dày đi đốc, còn con nữa cao dài xuống, coi thử nuôi con nào đẹp hơn. Vậy kia đẹp ok là được cứ mua. Không mua, em mua đầu tiên là nhiều anh hỏi nuôi sữa em không dám mua. Giờ nó bắt bầu bài thấy em mua giờ nhiều người hỏi muốn mua mà không dám đặt canh đó. Em thì giao con bò nó không đẹp nhưng mà cái canh bán là nuôi nó phát triển ý vậy. Với con bò dao thì nó cũng cứ găng găng rồi vậy nó không đẹp. Người muốn mua mà không dám. Đi xuống. Rồi. Đó. Hai con. Rồi kiếm cặp 32 triệu chứ mà giờ con nó cao dài. Nó cái bờ ngang nó không có ấy, thì nó rẻ hơn 500 ngàn. Em thấy con đi đốc con về dạng nhà thôi. Làm cặp về anh nuôi thử con nào nó đẹp hơn. Với lại xuống thêm lại còn nghĩ của anh thử này nó ra sao rồi. Cùng quê cùng đồ mà đây mua bò là không có xem bò luôn đây bà con, nói chung là tin tưởng đó. Như này bữa mấy anh vừa hỏi nhiều người muốn mua không dám mua, không dám mà đặt điện là chớ luôn chứ khói cần xem bò luôn. Tôi mua là tôi không còn coi mà điểm tới nó nhanh luôn đúng không? Còn đây mà bữa trước về anh cháu là nó nhanh đi đi vô một chuồng luôn, hai anh em ruột nuôi một chuồng luôn. Con đi vừa đầu có bán được con nào không? Bán cặp cột đó, cặp cột ấy, cột đã thấy con cột bán chơi mỡ đúng rồi, vậy dòng cột thì nó mỡ thôi. Ê đi đi ê lòi lên cái vậy em ghi lại em. Bò mới vét gì rồi giờ đi liền bung hả chị? Đó. Người anh mua trước, anh thì ủng hộ mấy bơm có rồi tùm lum hết luôn. Này thấy anh nuôi ok mua, em mua ủng hộ. Bán kẹp cột được nhiêu? Em nuôi cặp đây được là cứ em chị em thổi còn coi bò. Chứ chắc chắn là được rồi đó. Còn đây hôm trước là hai chục là bữa nay là thành 4 tháng rồi. 4 tháng mấy? Ừ, 4 tháng mấy rồi. Lên thấy chân trụ rồi đã không? Bò em bói nó không có đẹp nhưng mà nuôi là nó bung sát. Bò ban bò hú. Nên là nó phát triển. Nuôi nó đổ xác mà không bao giờ nó đổ ruột. Mình chọn cái con bò nó không bị giãn lưng này, sau này nuôi cứ càng ngày nó càng dài con bò ra chứ nó không có bị đổ ruột. Đó. Nhìn nghe nó giờ nó lên là thôi, nghe nó hôm trước giao anh nó cũng xu xu muốn mà được. Muốn xu xu. Nó có bộ cốt. Nó có bộ cốt không? Này thôi nghe đã không? Từ chân trụ tới cấp mình nó dài. Anh cá heo ngủ. Rồi cá heo. Anh chào heo ấy. Cá heo á, cá mua cá biển á. Cá về nấu. ăn cháo nè, giữa ăn nửa cá nó đùa đã được, nó nhanh lắm. Như cho anh sắc đậu với cháo nóng trộn gì tâm phục. Giờ mực ruột móc mà 4 tháng nhìn bò lên. 2 ngày thấm lần mà. Nhìn đá. Dài gốm không? Dài gốm mấy con. Bò em bó thì anh cứ yên tâm nuôi chứ khỏi suy nghĩ gì hết. Rồi thằng mấy tiền tướng đâu có coi bò đâu mà cứ điện ra. Đây là hỏi cô sao mình anh ơi muốn mua mà không có. Điện chữa ra ra đâu. Tiền tướng tới mức độ khỏi cần coi bò luôn. Tôi chữa ra rồi. Cứ dứt điểm dao thả xuống là rồi xem việc. Thả xuống là rồi, suy nghĩ. Dạ tính ra con kia nó hơn nó 4 triệu luôn này. Con này 15 rưỡi này, con này 16 này. Còn 15 rưỡi đây là nó hơn là chút mới nè. Hơn chút. Thì mà nó còn nhà muốn mua mà nó không mua. Bữa thằng này kia nó muốn mua mà nó cũng không dám. Đây là anh em ở gần rồi mua lần này lần nọ nữa. Tôi xem video lâu rồi nói với mình bán là nó phải tiêu tốn chứ mà nói với tên đấu gì mà chẳng nghĩ ra đi mua bò tào lao luôn. Đúng rồi, chứ bây giờ mua những người mà mua bò không xem bò thì mới khó bán. Em ơi là thao vụ buôn bán một lần hai lần chứ đâu em buôn bán dày chứ nghe bán con bò lấy tiền là rồng hả? Em làm trên kênh biết bao nhiêu em anh coi em đi chứ. Nem nồi rồi nó còn nem nhỏ. Đâu hả? Em đầu lắm. Anh mua bài bò của chú Sáu em nhà chú Sáu dựa nhà đó mà. Bài bò cũng dài. Chú Sáu dựa đó mà. Vậy anh hả? Cái bò ông gia ngày xưa nguyên chuồng bò của em hết chứ quay. Đúng đó, mua vô em bán em bữa cái chạy heo đó. Lãi luôn nhớ. Giờ thì thôi chứ ngõ nào đâu nữa nói. Hết ngõ nói luôn ạ. Dạ. Chửi con bò xuống là dao nó đúng với thị trường chứ không phải là nói tiên tướng mà chửi con bò tào lao xuống dao mà nó trật với thị trường đâu. Không có xem cứ đi diễn đâu là cứ... Anh cứ coi người khác mua bò ở cái con bò nó giỏi kia rồi nhiều lúc á. Hôm bữa trước chửi con bò xuống anh em cũng ngại lắm do là sợ là cái dòng bò ba b hồi giờ anh chưa thử ấy, anh chưa biết ấy nên là nhiều lúc xuống giao bò đủ sao thấy 20 triệu mà nó nhói rồi rồi nó cũng ngại. Nhưng mà anh nuôi bò của em anh biết thứ nhất là nó dễ ăn dễ uống, thứ hai nữa là xem là cái xác nó đổ, nó đổ xác to mình lựa mẹ nó trúng là xem là đổ xác nó to gì vậy chứ anh không có đi làm gì nè điện hay có mạch liền ấy nhà mà ở đây đánh không đâu có công chuyện đâu nhưng bác Hùng có đâu không có nhà đâu thấy nuôi cù đĩa luôn không. Màu mũ hay chứ bình nước đâu ta. Màu mũ rồi chim rồi tùm lum hết. Cơm gì hay cơ sách bình nước ta.